Thị Hương hiện đang ở tại 156/26 đường Đặng Văn Ngữ, phường 14 quận Bình Thạnh. Tôi năm nay 71 tuổi. Qua một cái thời gian khoảng 4-5 năm nay thì cái khớp gối của tôi bị thoái hóa. Thì tôi cũng đã đi tìm hiểu và chữa trị rất là nhiều nơi, thuốc Bắc, thuốc Tây, hay là đi bệnh viện. Thì tình cờ tôi được biết từ trung tâm cảm xạ thì có một cái phương pháp mà thật chỉ yên tâm chữa về cái đau khớp gối rất là hiệu nghiệm và nhanh chóng. Cho nên tôi đã tìm đến đây và hôm nay là cái buổi đầu tiên tôi tham gia cái lớp hướng dẫn này. Sau một thời gian rất là ngắn, khoảng 15 phút thì tôi thấy được cái sự hướng dẫn của trung tâm về cách điều trị, giải quyết cái đau khớp gối thì tôi thấy có biến chuyển rất là tốt. Chúng tôi rất là chân thành cảm ơn và cũng rất mong rằng những cái bệnh nhân khác cũng biết được cái trung tâm này để đến để phần nào để giúp cho mình giảm cái cơn đau và mãn tính này. Chân thành cảm ơn trung tâm. Là chị Thu, sinh năm 1962, nhà ở quận Bình Tân. Rồi biết coi trên mạng rồi lên đây chữa cũng giảm được 50%. Mà có một lần thôi đấy. Dạ. Một lần mà có chừng ít phút thôi đúng không? Dạ, dạ, rồi. Rồi, cảm ơn hết. Chúc mừng. Dạ. Chúc mừng chị, lát nữa sẽ hướng dẫn cho chị làm sao mà khỏi hẳn nhé. Dạ. Chúc. Tôi bệnh nặng quá rồi đến đây thì nhờ cô hướng dẫn tôi đỡ được. Dạ. Đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi, một lần nữa bao nhiêu phần trăm? Dạ vâng. Về bây giờ làm tiếp nhé. Lát nữa sẽ hướng dẫn cho chị làm sao để cho chị dần dần chị khỏi nhé. Vâng. Vâng, thầy cố làm cho tôi đi được như mọi người. Tôi dạ. Cảm ơn lắm. Dạ. Mà bây giờ thấy vui không? Thấy nhẹ, thấy có gì hy vọng không? Cũng hy vọng. Dạ. Rồi, được rồi. Cảm ơn chị. Ngày hôm qua một quá trình làm á thì nó bớt thì khoảng 40%. Dạ. Mà làm có lần đầu. Về lát nữa là học ghi kỹ thuật là làm rồi sao cho khỏi luôn nha. Mà chị ở tận đâu lên? Đến ở Châu Đốc. Châu Đốc lên đến tận thành phố để chị đi khớp gối. Chị lần này chị đến đây thì chị sẽ được hướng dẫn cái kỹ thuật và lát nữa chị sẽ mang được cái gọi là cẩm nang bỏ túi về nhà, là cứ thế là làm y chang như vậy. Kỹ thuật chị thấy có đơn giản không? Đơn giản. Quá đơn giản ha. Ai cũng làm được. Nhưng mà nãy giờ nó ngồi xuống được mà nó còn hơi đau. Ngồi tự được. Ngồi tự được chứ không phải là xây qua mới ngồi không. Đúng rồi. Bây giờ là tự ngồi xuống được rồi. Dạ. Đó. Thấy là trong sinh hoạt là thấy yêu đời rồi. Cuộc đời nữa. Nhưng mà lúc trước ngồi nó hai cái chân nó bẹt ra. Bây giờ nó ngồi cái chân túm lại. Đó. Vậy là thấy nhưng cải thiện nhanh. Biết là lên lầu đi được chưa? Ồ, chắc chắn là lên lầu là đi được rồi. Lát nữa chị cứ đi lên lầu á là chị thấy khác rồi đấy. Có thể chạy được rồi đấy. Khi mà chân của chị mà đã ngồi mà được rồi là đi lên lầu được, leo lầu được. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.